Vâng, giới thiệu với tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay là vẫn phần tiếp theo của kênh Chợ Đồ Cổ Kinh Môn. Là anh em ở bên Kinh Môn sang nhà Nguyễn Quang thì là lại quay tiếp anh em xem nhá. Anh em mọi miền Tổ quốc vào xem chiêm ngưỡng này. Thì anh em nhìn thấy đôi chóe không? Đôi chóe. Đôi chóe Vạn Linh. Đây, anh em xem đây, đôi chóe này là đôi chóe Vạn Linh nhá. Đó. Đây, quay cận cảnh đây nè, anh em xem này. Đấy. Tài đứng quay này, quay gần như là những cái cảnh nhà, khu dâm nhà ngoài kia nữa đây. Đấy. Vâng, đây là 5 cái lọa hoa. Đó. Đây, quay này 5 lọa hoa này, đẹp chưa? Anh em xem nếu mà ưng thì cứ liên hệ với Nguyễn Quang nhá. Giới thiệu với anh em là Nguyễn Quang đây là thường là tổ chức vào thứ bảy, chiều thứ bảy hàng tuần nhá. Anh em gần xa đến địa chỉ của Nguyễn Quang. Nguyễn Quang là có địa chỉ là thôn 7, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Kính mời các bác gần xa có dịp ghé thăm và giao lưu cùng với sàn. Sàn Nguyễn Quang là phát vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần nha anh em nhá. Ngoài ra là vào chiều thứ bảy hàng tuần, cũng như là vào tối thứ ba thứ sáu là vào 20 giờ. Anh em gần xa đến xem hoặc là vào kênh Facebook của Nguyễn Quang vào 20 giờ tối thứ ba thứ sáu và chiều thứ bảy hàng tuần nhá. Chiều thứ bảy thì là tổ chức này là công khai, còn phát trên Facebook thì là vào thứ ba 20 giờ tối thứ ba thứ sáu, còn chiều thứ bảy như hôm nay là chiều thứ bảy nên là công khai nhá. Anh em gần xa đều đến xem chiêm ngưỡng và trả giá công khai, còn phát đấu giá, sàn đấu giá thì vào tổ chức vào 20 giờ tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Đấy, đây là ban đứng một cái điểm này là quay xung quanh. Đấy, quay xung quanh. Đấy, đứng điểm giữa gian nhà đấy nhá, và quay xung quanh. Đấy, thì anh em xem thấy hay không? Nếu mà ưng được hiện vật nào thì là hãy liên hệ với Nguyễn Quang 0976900682. Đây, và bây giờ là đi chi tiết vào thêm vào những cái chỗ này. Đây là ba ông Tam Đa. Ông Tam Đa đây. Quay là bộ Tam Đa ba ông này, xong rồi là lọa Vạn Linh, lọa hiu, lọa là một đôi đang đối bên này nữa. Đó. À, ngoài ra là vẫn còn ở trong này, trong tổ đây, tuy có khả năng hơi tối tối tí. Đấy. Cũng là một đôi nọ cũng như là một chiếc đĩa đôi chim kia. Hay chưa? Đây vẫn còn cái tổ này nữa, là vừa nãy là chưa quay đến này. Đấy. Ôi chà, trên này vẫn còn 4 cái đĩa nữa. Đây là
ban quay thì cũng chưa được chi tiết lắm, nên là anh em xem vào chiêm ngưỡng và ủng hộ cho kênh. Thế còn xem mà cảm thấy là ưng hiện vật nào hay là muốn hỏi hiện vật nào thì cứ là hỏi Nguyễn Quang nhá. Nguyễn Quang trả lời và cũng như là ra giá cả để anh em kết được thì là lấy. Thì số của Nguyễn Cao Quang lên kia 0976 900 682. Đây là sàn của Nguyễn Quang tổ chức tại nhà đây nhá. Ngoài ra là sáng chủ nhật hàng tuần là Nguyễn Quang cũng có thể là có sáng có sáng không là sang bên chợ đồ cổ Kinh Môn tham gia, cũng là có một gian hàng ở bên chợ đồ cổ Kinh Môn. Đấy anh em xem thấy hay không? Vâng. Anh em xem nhá. Đây quay kỹ như thế này anh em thấy là ưng hiện vật nào không? Ưng hiện vật nào thì cứ lên tiếng với lại Nguyễn Quang nhá. Vâng, xin giới thiệu tiếp là Nguyễn Quang, đây là tổ chức sàn của Nguyễn Quang là vào 20 giờ tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Còn riêng chiều thứ bảy này là Nguyễn Quang tổ chức công khai. Đấy, anh em xem. Hàng của Nguyễn Quang trưng bày rất nhiều và rất đẹp. Đấy, anh em xem có kết được hiện vật nào thì cứ liên hệ nhá. Hay quá. Vâng, anh em vào xem kênh chợ đồ cổ Kinh Môn. Và cụ thể hôm nay là quay của sàn Nguyễn Quang nhá. Nhưng mà anh em vào kênh chợ đồ cổ Kinh Môn xem và chia sẻ, nhấn like, đăng ký cho kênh nhá. Xin chân thành cảm ơn. Hay quá, đẹp quá. Chúc anh em xem chọn được hàng như mong muốn. Chào tạm biệt.